way. Rap like không còn đi bản đồ nữa rồi, nhưng nó vẫn đi chơi với cả một lũ tồi. Quá nhiều lần nó đã bị lừa rồi, cả một chùa nó vẫn là thằng giữ lời, vẫn giao dịch với điên là địa phương, nên cái đéo tao nói cũng là bịa luôn. Trước khi họ gọi đó là hiện trường, đây là chỗ tao vẫn chất thang.